Khu phố 6, phường Thái An, quận 12 có 400 hộ dân. Do hạn chế về số lượng người đi chợ hộ nên thời gian qua chỉ giải quyết được khoảng 70% nhu cầu đặt hàng của người dân. Nay, nhận được những combo rau củ, người dân hết sức vui mừng, đỡ lo những ngày tới khi thành phố tiếp tục giãn cách, không thể đi mua thực phẩm. Đây là cũng đang thiếu rau củ quả. Rau củ quả là rất là tươi, đẹp, ngon. Ăn chắc cũng đủ trong vòng một tuần. Thì cái này thì nó tiện lợi hơn. Thì sẽ thông tin cho bà con, để cho bà con có điều kiện, bà con đặt được trên nó. Thì mình xuống mình ra, thì nó tiện. Nhờ sự liên kết của địa phương với các vùng nguyên liệu, thông qua tổ công tác 970 của Bộ Nông nghiệp, đến nay mỗi ngày, phường Thế An đã nhận được khoảng 1.000 combo rau củ thực phẩm, đáp ứng gần 40% nhu cầu trên địa bàn. Các vận động viên thì cứ cầm một cái bịch combo đó thì đến giao cho họ dân thì có giá tiền nó đã có niêm yết sẵn, nên là dễ dàng trong việc thua tiền và cũng dễ dàng trong việc nhận hàng và cũng như là phân phối hàng cho người dân. Thì combo thì nó là giống nhau hết, thì người dân chỉ chọn loại combo thôi. Các combo thực phẩm này được vận chuyển thẳng đến tay người tiêu dùng, loại bỏ nhiều khâu trung gian, nhờ đó giá thấp hơn 20-40% so với thị trường. Bên cạnh đó, các hợp tác xã và đơn vị tham gia cũng thiết kế các combo với giá hợp lý từ 100 đến 400 ngàn, phù hợp với kinh tế, nhu cầu dinh dưỡng của người dân và tiết kiệm được nhân lực phân phối, vận chuyển hàng hóa. Tạo ra một cái sự kết nối mới phù hợp trong cái giai đoạn thành phố đang siết chặt giãn cách. Các khu, nhà trọ, các chung cư đã đánh giá rất cao combo này, bởi vì nó rất là phù hợp với mức thu nhập hiện nay của bà con. Và chắc chắn là cái lượng hàng thông qua combo của tổ công tác 970 sẽ cung cấp nhiều hơn nữa cho bà con. Mỗi ngày có 300 đến 400 tấn, cao điểm có ngày trên 1.000 tấn nông sản được cung cấp cho thành phố Hồ Chí Minh thông qua 1.400 đầu mối. Nếu mô hình này vận hành trơn tru, hiệu quả hơn trong thời gian tới, sẽ là một kênh cung ứng thực phẩm tiện lợi, hợp lý cho người dân.